Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube về nhạc sĩ Đức Tiến của mình. Và hôm nay vẫn là những cái giới thiệu ca khúc mới. Ca khúc của ngày hôm nay đó chính là ca khúc có tựa đề Giả Vờ. Giả Vờ là một ca khúc nói về trong tình yêu. Đôi khi chúng ta thấy những điều vậy nhưng mà nó không phải vậy. Thì cái người mà đóng cái vai ở trong cái bài hát này là một cái người đã từng yêu và từng thất bại rất nhiều. Cho nên thành ra là trở nên hoài nghi. Thì cái câu hát là em có giả vờ tôi không, nó giống như là một cái câu vừa trách hờn, vừa giỡn vui nhưng mà cũng vừa cay đắng. Xin mời mọi người cùng đến với ca khúc Giả Vờ. Người ta giả vờ yêu nhau, người ta giả vờ bên nhau, người ta giả
khúc Giả Vờ. Xin cảm ơn tất cả mọi người, và nghe xong nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn.